Lời đầu tiên, Phụ Kiện Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng đại gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an khang và thịnh vượng. Trước khi vào nội dung chính của video clip ngày hôm nay, rất mong quý vị và các bạn ủng hộ Phụ Kiện Audio bằng nghị lượng đăng ký kênh. Quý vị và các bạn hãy bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để cập nhật đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà Phụ Kiện Audio đăng lên hàng ngày. Và trong video clip ngày hôm nay thì Phụ Kiện Audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái dòng dây Hitachi, dòng dây AV Hitachi hàng bãi Nhật vô cùng chất lượng để quý vị và các bạn chúng ta có thể tham khảo lựa chọn mua sắm cho thiết bị âm thanh của mình được những cái sợi dây dẫn nó chất lượng. Và cái phiên bản dây và cái phiên bản đầu jack ngày hôm nay rất là đặc biệt, quý vị và các bạn chúng ta cùng đón chờ nhé. Và đây là một bộ hoàn chỉnh sẽ gồm hai sợi và bốn đầu dây này. Trên chiếc đầu jack này quý vị và các bạn chúng ta nhìn qua rất giống hình một viên đạn, đúng không? Rất giống hình một viên đạn. Đây là phiên bản đầu jack, đầu đạn của Hitachi. Đấy. Logo thì được logo và series của đầu jack thì được in chìm hết dưới này quý bạn nhé. Logo và đầu jack đều được in chìm. Và thứ hai là cái phiên bản đầu jack này, một cái viền này rất là dày luôn. Quý vị và các bạn chúng ta nhìn qua về cái thiết kế đầu jack này, viên này, cái vành này rất là dày, thế nên là cái tiếp xúc của cái sợi dây này cực kỳ tốt. Phải nói là về cái đầu jack này thì rất là hiếm khi mà về được cái đầu jack như thế này. Có một cái viền này thì khi quý vị chúng ta cắm rút nó cực kỳ chắc chắn luôn. Sẽ lấy một cái thiết bị ra để cắm thử cho quý vị và các bạn chúng ta hình dung thử nhá. Đây, khi mà cắm thực sự là phải nói là cái đầu jack, cái phiên bản đầu jack lần này cắm rút nó rất là chắc chắn này. Khi mà quý vị và các bạn chúng ta cắm lần đầu tiên nhá, sẽ hơi khó cắm một chút. Quý vị và các bạn xoay cái đầu jack thêm một chiều này. Đó, xoay cái đầu jack thêm một chiều này, cắm vào thực sự là rất là chắc chắn, chất lượng bởi cái đầu jack này, tiếp xúc rất là tốt với cái những cái thiết bị này, thế nên là cái tình trạng gọi là bị mo ve tín hiệu, bị nhiễu tín hiệu là chắc chắn là không có. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu jack nó kém chất lượng, khi mà chúng ta cắm vào cái thiết bị nó không chắc thì cái này nó sẽ chập chờn nhau, gây ra cái tình trạng gọi là xoẹt khi mà chúng ta cắm rút cái đầu jack vào, đó chính là bị cái đầu jack nó không cắm chất lượng. Còn về cái phiên bản đầu jack lần này, phải khẳng định với quý vị và các bạn là một cái điều là cái đầu jack này cắm rút rất là chắc chắn các bạn nhá. Đầu jack cắm rút rất là chắc chắn, phiên bản đầu jack bạc như này rất là ít khi về được cái màu đầu jack bạc này. Các bạn nhìn này, rất là sáng và bóng. Ở trên này thì toàn bộ cái đầu jack này được mạ vàng, thế nên là quý vị và các bạn chúng ta sử dụng theo 5 tháng luôn, phải nói là sử dụng theo năm theo tháng, không bao giờ những cái lớp mạ bên ngoài này nó bị xỉ đi, nó bị ố đi, nó bị gì các bạn nhá. Nó những cái đầu jack kém chất lượng thì khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài thì cái đầu jack, cái lớp mạ bên ngoài này nó bị mủn này, xong rồi bắt đầu nó đen và nó rỉ đi. Còn trên cái phiên bản đầu jack Hitachi, đầu jack bảng này phải nói là rất là bền luôn. Và cái mã dây trên này ngày hôm nay cái cốt dây cũng rất là đặc biệt quý vị nhá. Ngày hôm nay cái cốt dây cũng rất là đặc biệt. Đây là dòng dây, tất nhiên là dòng dây của Hitachi. Đây là tất cả mã trên dây này. Đó, sợi dây này là 24AVKG 80C, có nghĩa là cái vỏ bên ngoài này nó chịu được cái nhiệt độ lên tới 80 độ C quý vị nhá. Đó, đây là tất cả mã dây này, chúng ta nhìn qua một lượt này. FT1 Hitachi bản LF. Đó. Và một bộ dây này thì phụ kiện nó sẽ làm, thông thường thì sẽ làm một cái chiều dài là 1m. Nếu như quý vị và các bạn cần cái độ dài nó dài hơn, ví dụ là 1m rưỡi, 2m, 3m, thậm chí là đến 5-10m thì phụ kiện Audio cũng sẽ có đầy đủ dây để phục vụ tất cả quý vị và các bạn nhé. Đây chính là cái đầu jack rời bên ngoài này. Đó, cái phiên bản đầu jack này bên trong này. Đó, phải nói là rất là chất lượng với cái đầu jack này. Những cái tiếp xúc, cái độ hoàn chỉnh như này. Đó, hai cái phần này là để phần tạo ra cái chống nhiễu một chiều trên cái đầu jack này, trên cái sợi dây nữa. Đó, phiên bản đầu jack bạc như này. Đó, Hitachi series đầy đủ các bạn nhé. Đó, phiên bản đầu jack. Và đây là cái phần cốt dây của sản phẩm, thì ngày hôm nay cũng sẽ để cho quý vị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng cái cốt dây bên trong. Cái đặc thù của dòng dây Hitachi hàng bãi Nhật thế này thì sẽ có một cái chất lượng chống nhiễu phải nói là vô cùng tốt. Phải khẳng định với quý vị và các bạn là về cái độ chống nhiễu, cái độ chống xô xạ ù xì tín hiệu thì khó có dây nào mà vượt qua được dòng Hitachi này. Và về cái độ, thứ nhất là, thứ hai là về cái độ chi tiết của bản nhạc, cái độ sáng tiếng, cái độ thể hiện rõ ràng cái giải trung cao, gọi là cái khi mà ca sĩ hát lên, cái lời cao của ca sĩ được bổ trợ này. Và thứ hai là cái giải chép nó lên rất là sáng tiếng và lung linh các bạn nhé. Và đây là cái cốt, chính là cái cốt dây của cái sợi dây mà hôm nay Phụ Kiện Audio quay lên đến với tất cả quý vị và các bạn. Đầu tiên là sẽ cốt cái cốt này ra. Và quý vị và bạn nhé, cái sợi dây này khá là mềm dẻo này, khá là mềm dẻo linh hoạt này, chúng ta dễ dàng chúng ta để đằng sau nhiều thiết bị, chúng ta dễ dàng uốn éo cái sợi dây này nó sao nó phù hợp nhé. Đó, rút ra này, bỏ bên ngoài ôm rất là chắc vào cái sợi dây bên trong luôn. Và chúng ta nhìn qua này, cái sợi dây, dòng dây tín hiệu của Hitachi thì bao giờ cũng thế,
sẽ có một cái lớp giáp, gọi là lớp giáp chống nhiễu, lớp áo chống nhiễu cực kỳ dày dặn bên ngoài như này. Thế nên là cái những cái nhiễu động tác những cái nhiễu động bên ngoài nó không thể nào mà tác động vào trong những cái cốt dây bên trong. Đó, một cái đặc biệt của dòng dây Hitachi. Và tiếp theo tuốt ra thì chúng ta bản dây này sẽ có thêm một cái lớp vỏ bọc bên ngoài, vỏ bọc bao gồm 4 cốt dây bên trong vậy nhé. 4 cốt dây bên trong thì sẽ gồm là 4 sợi, gọi là đỏ này, xanh, đen, trắng, màu đen, theo như là cách phụ kiện auto DIY. Không biết các anh em là mà thợ ở đây thì DIY nào, nhưng mà phụ kiện auto DIY thì sẽ gồm hai lõi này, sẽ làm âm này, kẹp cùng với cả nhiễu, kẹp cùng với cả lớp áo chống nhiễu để tránh tình trạng gọi là bị ù xì. Và hai cái lõi này chính là lõi dưa của sản phẩm. Sẽ để cho quý vị bạn chúng ta xem cái cốt dây nhá. Phải nói cốt dây lần này rất là tuyệt đẹp luôn. Đây là cái phần cốt dây của sản phẩm này, hơi ao nét một chút thì không cả nhé. Cái phần cốt dây này hoàn toàn tất cả những cái bên trong là sợi đồng vậy nhá. Sợi đồng này chúng ta nhìn nghiêng ra một chút là đấy, các bạn chúng ta thấy không? Nhìn nghiêng ra một chút sẽ ánh lên cái sợi đồng, và bên ngoài được phủ bạc bên ngoài này. Thì thứ nhất là cái giải, như lúc nãy đã nói, được cái giải trung cao và cái giải chép lên rất là rõ ràng, sáng tiếng, lanh cành, tí tách. Và một cái nữa là khi mạ bạc này thì cái tốc độ truyền tải tín hiệu nó cũng nhanh hơn so với là sợi đồng thông thường các bạn nhé. Nhanh hơn với sợi đồng thông thường. Và với cái mức giá dưới 300.000 đồng thì khó có sợi dây tín hiệu nào vượt qua được dòng dây của Hitachi. Và một bộ sản phẩm đầu dắp AV, một sợi dây AV hay còn gọi là dây RCA của Hitachi này có mức giá là 250.000 đồng một bộ như này nhé. 250.000 đồng một bộ, phí ship toàn quốc là 30.000 đồng nhé. Phí ship toàn quốc là 30.000 đồng, tổng một bộ như này sẽ có mức giá là 280.000 đồng. Quý vị và các bạn được sử dụng trải nghiệm thử trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Nếu như cảm giác chúng ta đấy phù hợp với dàn âm thanh của chúng mình thì chúng ta giữ lại sử dụng. Còn nếu không thì quý vị và các bạn có thể gửi lại phụ kiện audio thì chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà quý vị và bạn chúng ta bỏ ra để mua sắm những cái sản phẩm như thế này. Và những cái sợi dây này cũng sẽ cam kết với quý vị và các bạn là sẽ bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn nhé. Bảo hành trọn đời, sử dụng từ 3 đến 5 ngày, cảm giác không ưng thì trả lại. Và 0835318889. Nếu như quý vị và các bạn đang yêu thích những cái dòng dây này, chỉ cần nhắn tin gọi điện trực tiếp qua số điện thoại vừa sau, chỉ cần nhắn tin là anh muốn mua một bộ dây AV đầu đạn. Tại vì có rất là nhiều mã dây, thế nên là quý vị các bạn cứ đọc theo cái mã mà phụ kiện ô bảo nhé. Một bộ AV Hitachi đầu đạn như này, một bộ AV Hitachi đầu đạn này. Nếu như mà quý vị và các bạn chúng ta cần những cái độ dài từ hơn 1 mét này, từ 1,5 mét đến thậm chí là 10 mét thoải mái các bạn nhé, chúng ta cũng sẽ nhắn tin là yêu cầu phụ kiện audio DIY. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.